lần đầu tiên nó đi trên cát. Đây mày nắm tay nha. Kệ này tự đi, nó còn chống tay. Thả tay nó ra coi, thả tay ra coi. Đây rồi. Cười. Má sợ nó thùng hàng quá. Lấy ô cho cháu làm cái sạch đó là. Dạ thôi. Chơi coi xíu về tại ở xa nó. Con đi xuống dưới kia chơi đi. Đi xuống dưới chơi đi. Rồi buổi chiều đây xôm quá ha. Nhưng mà này con ai mà quản lý được ở đây? Đây ai đâu quản lý, con ai đấy quản lý. Trời ơi. Nhưng mà sóng nó đánh vào mà ra dễ gì ra. Trời ơi. Nó kéo ra, nó đi dịch ra. Có lưới ra đó hả? À, nó có lưới ở ngoài kia rồi. Rêu chứ đâu phải là rong. Anh chạy sóng đuổi anh chạy. Cho anh đi xuống đi. Chạy. Cho xuống nước đi. Cho xuống nước đi.
Ôi, chết chết. Đồ đâu mà thay cho nó, tí nữa nó chết chết. Nó tí. Đi mà tự nhiên đổ thừa mình tại ba. Giờ mà dính cát này thì xuống để rửa nữa. Về chưa? Thôi đi về quấn cho nó cái áo của ba đi. Đi về quấn cho nó cái áo của ba đi. Về thôi, về thôi. Rửa tay, rửa chân cho em thì về đi. Ở đi lại chỗ người ta buông đang bu kìa. Chú ơi. Về con ơi, về, đi về. Đi về, 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 về. Chú ở dưới kia. Thôi đi về đi. Rồi nó chạy lên theo. Đi. Về tới nhà cũng phải 10 giờ tối. Đi nhanh lên, muộn rồi. Đi này rửa tay rửa chân như này chỗ đông người kìa.